Hơn 10 năm trước, bà Dung ở ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa chuyển từ trồng rau diếp cá sang trồng rau răm. Theo bà Dung, rau răm là loại rau dễ trồng và mỗi lần trồng sẽ cho thu hoạch liên tục từ 5 đến 7 năm. Và sau khi cắt chừng 1 tháng thì rau lại tiếp tục cho thu hoạch. Loại rau này ít cỏ dại, không tốn nhiều thời gian chăm sóc và không cần nhiều phân thuốc nên nông dân tốn ít chi phí. Từ khi tôi trồng rau răm đến giờ là Hội Phụ Nữ xã Tân Hưng có hỗ trợ tôi vay vốn. Ngoài ra thì có hỗ trợ tôi đi học những lớp tập huấn thường xuyên để cho về có hiệu quả trồng rau có hiệu quả hơn. Hiện gia đình bà Kiều Thị Dung đang trồng 7 sào rau răm, mỗi ngày thu hoạch trên 400 kg rau. Vào những ngày lễ Tết, bà thu hoạch lên đến 1 tấn rau răm, với giá trung bình từ 9.000 đến 10.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ các chi phí, bà Dung thu lãi 300 triệu đồng một năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 đến 7 hội viên phụ nữ địa phương với thu nhập ổn định. Thế làm cho chị Dung đã được 14 năm rồi, công việc cũng mang lại thu nhập ổn định, công việc làm suốt ngày luôn á, ngày mưa ngày nắng thì cũng có việc hết. Tôi còn có thu nhập để tôi lo cho hai cháu ăn học. Mạnh dạn chuyển đổi từ trồng rau diếp cá sang trồng rau răm, cuộc sống gia đình bà Kiều Thị Dung dần ổn định, phát triển, xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái có công ăn việc làm ổn định. Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà Dung còn sẵn sàng giúp cây giống, chia sẻ kinh nghiệm trồng và đầu ra cho người dân trồng rau răm tại địa phương.